bên phía của Gen Z để xem lựa chọn đường trên của họ sẽ là một chống chịu để đấu cùng với Tristana hay sẽ là một con TF đường trên trong tay của Kin, và họ hướng tới một vị tướng khác ở khu đường giữa mang nhiều sát thương phép. Và quyết định đến từ châu Vi sẽ là Ahri TF đường trên và Ahri ở khu vực đường giữa. Ahri TF, đội hình này là đội hình rất là khác so với ván đấu trước, sẽ không có một cái đội hình hướng về việc kiểm soát mục tiêu và chờ đợi giai đoạn sau. Đội hình này là đánh nhanh ở giai đoạn giữa game, với TF và Ahri là những vị tướng không mạnh trong những pha giao tranh 5 năm nhưng cực mạnh trong những thuận bắt lẻ. Và khi đã không còn Aphelios cùng với Cosante thì Genji cũng chấp nhận đánh một đường đánh sớm luôn. Họ có khả năng giao tranh sớm ở tầm thời điểm cấp độ 6 với bộ đôi đường dưới là Kalista cùng với Redaclas, và bộ đôi mid rừng sẽ là Ahri cùng với Rell. Trong khi đó phía bên kia thì T1 đặt niềm tin vào đội hình hai xạ thủ, trong đó có một xạ thủ đứng trên, đó chính là Tristana của Zeus. Nhưng mà với cái kèo đấu này thì tôi nghĩ rằng khả năng tạo đột biến của Ahri vẫn sẽ có. Tuy nhiên T1 có một cái thứ mà họ sẽ, thật ra con tướng mà họ có một con tướng có thể vô hiệu hóa được rất nhiều con tướng bên phía của Genji, chính là của Poppy. Tôi nghĩ là đây là một con bài mà bên phía T1 rất cần cho đội hình của họ để có thể có được cái lợi thế ở dạng đầu trận. Soi ván đấu đầu tiên là con Javan của Honor không tác động được quá nhiều vào ván đấu. Đúng rồi. Thì cùng xem ván đấu thứ hai với Poppy anh ta sẽ thực hiện điều đó như thế nào. Ván đấu thứ hai giữa hai đội sẽ bắt đầu ngay bây giờ khi mà Genji đang dẫn trước với tỷ số là 1-0. Và chúng tôi rất hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn khán giả cho các kênh phát sóng chính thức của LCK tiếng Việt. Và lần này đây là lúc mà cụ thể là Honor sẽ phải tiến lên. Anh ta đang cầm trên tay không phải chỉ là cái búa mà là chìa khóa thắng lợi của T1 trong ván đấu này. Honor mà đánh tốt, tỷ lệ thắng của họ sẽ tăng rất cao. Khu đường trên cũng có những phép bổ trợ khá là thú vị trong kèo đấu giữa Tristana cùng với Twisted Fate. Một bên thì Zeus bắt buộc phải mang theo thanh tẩy để đối đầu cùng với những cái bài vàng của Kin. Trong khi đó thì Kin quyết định mang theo kiệt sức để giảm đi những tình huống dồn sát thương tới từ những pha dâm nhiệt tên lửa của Zeus nữa. Và như vậy là Cannon sẽ bị chậm đi cái vòng rừng của anh ta tương đối đáng kể. Phần rừng cánh trên của Cannon đã bị cướp đi hai bãi quay rừng và không có đủ điều kiện để Poppy của Honor có thể thực hiện một pha tấn công băng trụ nhắm tới Kin, do là ngưỡng máu Kin vẫn còn tương đối đủ đầy. Nhưng pha cạnh tranh cua này thì sao đây? Cả hai người trên rừng đã có mặt, Honor có trừng phạt, đúng là như vậy, còn Cannon thì không có trừng phạt. Và đường giữa Faker đã về nhà lấy lại đầy đủ ngưỡng máu để sẵn sàng cho một thứ giao tranh. Cannon vẫn đang tiến lên, anh ta giữ chân được hai thành viên của T1. Kin chọn bài hơi chậm một tí, bài vàng vẫn được tung ra, Zed có thanh tẩy và nhảy đi, còn cũng có đủ tốc độ di chuyển để có thể thoát. Con cua trên vẫn dành cho bên phía của T1. Lehen đã tốc biến bắt tay hụt, nhưng mà Gumayoshi cũng đang ở một ngưỡng sức mạnh không cao lắm bởi vì đã hết năng lượng. Hai bên bung rất nhiều phép hỗ trợ ở khu vực cánh dưới, bay đang cầm giáo liên tục, anh ta đang tính toán sát thương vào Keria, anh ta nhảy tới, anh ta có cua cánh và ta dứt điểm được với chiến công đầu dành cho xạ thủ của Genji. Gumayoshi còn một cái tốc biến, anh ta bắn một phát nữa được hay không? Vẫn bắn được, nhưng buộc phải tốc biến bỏ chạy. Lehen đánh phát cuối cùng không đủ sát thương dứt điểm. Anh ta tự sát rồi. Pha nứt lên nhưng anh ta không đưa ra được cái đòn đánh tay để kết liễu Lehen, và người nằm xuống là Gumayoshi. Lehen thì có được tình huống lên cấp độ và anh ta không bị nằm xuống với sát thương tử lính. Một tình huống trao đổi hoàn toàn có lời cho bên phía Genji với 1-2 tại khu đường dưới, và họ cũng có được mạng hạ gục. Chiến công đầu dành cho Pay với một pha tính toán cái cứu cánh là cực kỳ hiệu quả tới từ Lehen. Nhưng cảm giác của tôi là thế trận này đang có lợi hơn một chút xíu so với ván 1 so với họ. Vâng, nó đã tốt hơn rất nhiều so với ván đấu đầu tiên, đặc biệt là ở trong khu vực rừng thì Honor không còn lép vế hơn so với Cannon nữa, và anh ta bắt đầu có những pha tác động tới ván đấu bằng việc là kiểm soát được Cannon. Nhưng ở các khu vực đường thì những lợi thế đi đường của T1 đang chưa thực sự đủ nhiều, và bộ đường dưới phía Genji vừa rồi đã có một pha tính toán sát thương rất tốt để kích hoạt cái cứu cánh của Pay. Còn Gumayoshi thì có một pha mất cái đòn đánh tay của mình, đó là một điều rất đáng tiếc dành cho Gumayoshi để anh ta có thể có mạng của Lehen. Rất nhiều những ván đấu Lucian ở mùa giải này, nhưng có vẻ như con Lucian của Gumayoshi không phải là thứ đã khiến cho Genji bị bất ngờ. Họ đã kiểm soát nó rất tốt ở trong ván đấu thứ nhất với tầm đánh xa của Aphelios và Lulu. Qua tới ván đấu thứ hai này họ cũng đang kiểm soát nó cực kỳ tốt. Nếu như để lính tràn trụ thì cái hướng tấn công tạt ngang vào corner nó sẽ nguy hiểm hơn và những cái pha làm choáng của ta sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà bởi vì giữ thế lính ở một cái khoảng cách xa như vậy thì Bay không đứng sát tường và Honor chỉ có một pha đẩy vai thôi chứ không có pha làm choáng. Còn ở đường trên thì Zed còn vài giây nữa là hồi lại thanh tẩy, cho nên Genji đang muốn khai thác vài giây cuối cùng này. Một giây vừa kịp hồi thanh tẩy rồi. Chu Vi cũng đang có ý định di chuyển lên nhưng T1 đã nhá liên tục và anh ta buộc phải lui về. Faker với lại Honor đang có ý định tấn công vào Chu Vi, còn bài vàng vẫn được chọn ở khu vực cánh trên. Zed đã vào bụi, Chu Vi sẽ gọi đồng đội ra để có thể hỗ trợ, và anh ta đã dùng phi hồ vẫn bị làm choáng nhưng Faker đã lùi ra. Chu Vi đã đẩy một pha cầu rất tốt khiến cho Honor mất máu, nhờ cánh trên đã có pha solo kill. Zed là người đã dứt điểm Kin. Sau đó thì Chu Vi tiến lên, chưa đủ sát thương dứt điểm Zed. Cannon bị kẹt lại và anh ta có thể sẽ phải nằm xuống, bắt buộc với tốc biến bỏ chạy, nhưng bị đẩy vai dính tường. Faker có được điểm hạ gục. Và hai đều là tỷ số, 3-2 là tỷ số vào thời điểm hiện tại. Pha chặn tường khá tốt của Faker. Chu Vi vẫn còn một cái tốc biến, nhưng Faker đang đứng để có thể canh pha tốc biến này.
Chovy vẫn đang bình tĩnh giữ lại và tập tốc biến thoát đi. Đó là một tình huống giao tranh 3-3 tại khu cánh trên và rõ ràng là Cannon đã bị phân tâm. Anh ta bị phân tâm là đánh về hướng của Chovy hay đánh về hướng của Kin, và pha phân tâm đó, pha kết hợp nó thiếu tính liên kết của bộ ba bên phía Genji đã khiến cho Kin là người bị hại trong pha vừa rồi. Và như vậy con rồng nguyên tố thứ hai này bên phía của Genji đang thiếu rất nhiều tài nguyên nha. Họ vừa thiếu đi cái phi hồ đường giữa của Chovy và họ lại vừa mất đi quá nhiều máu của Lehen cùng với Pay ở khu đường dưới nữa. Thì có giao tranh được hay không đây, mặc dù họ vẫn còn chiêu cuối đến từ Cannon, đến từ Pay và cả Lehen. Thủy ngục không thành công. Anh ta Cannon vẫn lao vào nhưng mà chưa có sát thương. Chiêu cuối của Lehen được đẩy ra, Honor hất tung rất nhiều người nhưng ngay lập tức có định mệnh vậy gọi đẩy tiếp vào và Lehen đã có được điểm hạ gục. Faker đang kẹt trong hàng rồng, Cannon thấp máu một phát đánh thương cuối cùng, đó là Gumi LC dứt điểm. Faker kẹt trong hàng rồng bị dứt điểm bởi Chovy, phi hồ hình như là đã hết rồi, hết rồi. Chovy không còn tốc biến nữa, rớt tới và điểm hạ gục sẽ được nhường cho đường trên của T1. Pha giao tranh này T1 lời. Đó là một tình huống mà mặc dù Kin có chiêu cuối nhưng anh ta không có đủ khoảng trống để di chuyển xuống khu vực đường dưới, thậm chí Zeus là người chủ động di chuyển sớm hơn với những đợt đẩy của mình. Có một điểm hơi xui cho bên phía Genji là họ bị rơi nhiều mạng vào tay của Lehen. Họ có tới 2 mạng rơi vào tay của Lehen ở trong ván đấu này. Trong khi đó thì 5 mạng của T1 đều được chia đều cho các chủ lực của họ cả. Và đây là một pha mà Lehen có thể gặp nguy hiểm. Guma bắn khá tốt, Thanh Trừng thì đã bị né, nhưng Honor tiếp cận, Chovy cũng có mặt, Kenyan cũng có mặt. Và với lợi thế về người, Genji đang tràn lên, cần phải có một pha hung gió thành công. Chovy tiếp cận, hung gió đã trúng và Honor hết góc để chạy rồi, ta không còn tốc biến nữa. Bay là người có được điểm hai cùng trong pha vừa rồi. Một pha di chuyển chung đến từ cặp đôi mít rừng của Genji và họ tiếp tục tấn công nhắm tới Gumayushi, bắt buộc phải tốc biến bỏ chạy đến từ Gumayushi mà thôi. Faker chưa xuống kịp trong tình huống này. Con Ari của Chovy đang khá là áp lực với chỉ số lính vẫn cao và anh ta cũng không ngại trong việc di chuyển nhiều xuống khu vực đường dưới để có thể giúp cho Bay có được lợi thế. Gumayushi mất máu nhiều, lướt về phía sau để né khỏi sát thương đến từ pha đẩy cầu. Chovy vẫn đang tiến lên và không có cơ sở T1 phòng ngự khu vực cánh dưới nữa, chỉ có khoảng trống cho Zed khu vực cánh trên để cố gắng bào lớp giáp trụ bù lại những gì đã mất ở khu vực cánh dưới. Bên phía của T1 họ đang di chuyển thẳng về phía khu vực hang sứ giả, Kenyan đang ở trong đó nhưng Honor vẫn còn đầy đủ tài nguyên, đặc biệt là sứ giả phán quyết. Kim phóng bài vàng và đã bắt buộc Gumayushi phải thanh tẩy. Sứ giả phán quyết được kích hoạt, nó đẩy Lehen về thì Honor gặp nguy hiểm rồi, ta buộc phải tốc biến thoát khỏi chu vi trong pha vừa rồi. Trong khu vực hang sứ giả thì Zed cũng đẩy Kenyan ra khỏi đó, nhưng lượng máu quá thấp của Honor khiến cho anh ta sẽ phải lui ra khỏi khu vực giao tranh này. Đang bấm bê thẳng về nhà, sứ giả đang nằm trong tầm kiểm soát của Genji. Đó là một tình huống mà rõ ràng là bên phía Genji có cơ sở để có thể kiểm soát con sứ giả với cú dịch chuyển trở lại đến từ Chovy. Tức là họ đã câu được rất là nhiều thời gian, họ không cho bên phía của T1 ăn con sứ giả đó. Và họ đã câu đủ thời gian với những đợt đẩy khu đường trên của Kin, đợt đẩy đường giữa của Pay để giúp Chovy hồi dịch chuyển lại. Và khi dịch chuyển hồi lại thì Chovy đã dùng nó rất là hiệu quả. Còn Cannon có một pha lái sứ giả fail rồi. Cái góc nó, cái cua đó là cua cùi chỏ cho nên là cần phải có rất là nhiều kinh nghiệm. Nhưng mà có vẻ như Cannon chưa phải là một người lái xe tốt. Con sứ giả đã bị ngăn chặn lại. Faker dựng tường tiến lới. Anh ta bắt được Lehen. Có định mệnh vẫy gọi hay không đây? Đã tốc biến, chưa có định mệnh vẫy gọi. Chưa hồi lại, những pha phi thạch liên tục. Lehen còn đúng một cấp của ta che thành công. Quăng địa chấn cũng không trúng. Và thủy ngục cũng không. Genji không mất người trong pha này nhưng họ đã phải lui về, tức là con rồng này phần nào đó đang nằm trong tầm kiểm soát của T1. Một pha tấn công có ý đồ đến từ Faker với cú chiêu cuối ra khu đường giữa nhắm tới Lehen, vì anh ta biết rằng lúc này chiêu cuối của Pay chưa hồi lại kịp. Tuy nhiên thì anh ta lại chưa đủ cái lượng sát thương để có thể kết liễu hỗ trợ của Genji cho tình huống này và Kin bắt đầu di chuyển với cú định mệnh. Chưa có sứ giả phán quyết, tức là Genji có thể đi bộ vào và cướp. Kin đã đáp xuống, anh ta tiến vào và anh ta cướp một cách nhẹ nhàng. Con reo làm như thế này rất dễ và Keria đã kẹt lại với điểm hạ gục dành cho Kin. Zed đang miệt mài đẩy trụ khu vực cánh trên, anh ta vẫn đang khá khỏe nha. Anh ta đã xong trang bị lớn đầu tiên vẫn đang khá khỏe, nhưng ở khu vực cánh dưới này thì Genji vừa có được điểm hạ gục và người có được mạng vừa rồi là Kim. Lúc này giao tranh ở khu vực đường giữa diễn ra thì tôi nghĩ rằng sẽ chỉ là những pha giao tranh cầm chừng mà thôi, sẽ không phải là một quyết định sồ lên với những phép bổ trợ được đầu tư đến từ cả hai bên để all in. Bởi vì những biến số macro diễn ra đến từ cả hai bên trong ván đấu này rất nhiều. Với một Twitter Fate có định mệnh, với một Talia có mặt đất dậy sóng, với một Ari có cùng với cú dịch chuyển và phi hồ nữa, thì nó sẽ tạo ra rất nhiều những pha tập trung đội hình nhanh đến từ đội hình của cả hai bên nữa. Thì lúc này để xem là bên nào sẽ có được khả năng Aram tốt hơn. Có vẻ như bên phía của Genji đang muốn tạo khoảng trống cho Kin ăn trụ đường dưới. Cái cơ chặn tường khá tốt, chia cắt đội hình của Genji. Guma tiến lên quăng địa trấn đã trúng vào Kenyan và dồn CC cực kỳ tốt. Hết cứu rồi. Kenyan sẽ phải nằm xuống đúng thời điểm này. Thì không, vẫn sớm. Những pha phối hợp của T1 với thủy ngục quăng địa chấn nó rất là tốt để khép góc được Kenyan trong pha vừa rồi. Sau đó chúng ta tiếp tục có một pha tràn lên đến từ Genji. Nhưng đội hình của T1 cũng đánh nhau rồi. Một người bị bắt lẻ Kenyan.
anh ta đã bắt buộc phải dùng tốc biến để chạy với lượng máu cực kỳ thấp. Khi tốc biến làm choáng thành công, Gumi Uchiha sẽ dính đến cả hợp chất điên loạn và ta đã phải nằm xuống. Anh ta không còn thanh máu nữa. Zed bị kẹt lại phía bên này. Chovy đã dứt điểm thành công. Faker đó là pha solo kill và Zed kẹt luôn rồi. Hai điểm hạ gục dành cho Genji. Honor là hy vọng cuối cùng và anh ta cũng gục ngã luôn với triple kill dành cho Bay. Con Baron này thành công cho Genji rồi. Một con Baron dành cho bên phía của Genji sau khi họ có được tới 4 ma hạ gục và từng pha xử lý cá nhân của họ đều rất tốt trong pha vừa rồi. Khả năng kết hợp đến từ hai đường đơn của Genji trong pha vừa rồi đã ép cho Zed phải mất đi tới hai phép bổ trợ chỉ để với mục đích rút lui mà thôi. Khả năng tiếp cận đến từ Twitter Fate với định mệnh và cả phi hồ của Ari là rất áp lực tại thời điểm này. Một hiệu khống chế chúng với lượng sát thương đến từ Twitter Fate và Ari, nó có thể khiến cho một thành viên của T1 gần như lên bản đánh xuống ngay lập tức. Hai ván đấu là hai đội hình khác nhau, nhưng kết quả thì có vẻ đang chung khi mà Genji vẫn đang giữ được ưu thế của mình ở tầm phút 24 này. Họ hoàn toàn có thể tạo ra một khoảng cách khoảng chừng 7-8 ngàn tiền hoặc thậm chí là hơn với hơn một phút còn lại đến từ bộ lợi Baron. Họ đúng là có những pha bứt tốc rất là nhanh ở tại mùa giải này, những pha bứt tốc giúp cho họ tạo nên những bước ngoặt của ván đấu. Một con Baron duy nhất thôi, họ đã có được một cách biệt về tiền lên tới con số là hơn 6.000 tiền tại thời điểm này, trước bên phía của T1 gần 7.000 tiền. Và lúc này thì Honor đang có thể gặp nguy hiểm. Anh ta dính 1 tỷ CC và may là anh ta còn có tốc biến để chạy. Guma vừa rồi cũng mất đi thanh tẩy, lướt về phía sau. Faker lao tới nhưng anh ta đã bị bắt lại bởi Chovy và kẹt lại giữa đường. Genji bắt buộc phải tốc biến nhưng cũng không thoát được. Lại là Bay lên tiếng với pha dứt điểm. Chovy tiếp tục phi hồ qua tường nhưng cú hôn gió này không trúng, vẫn tạo đủ áp lực để đồng đội của mình phá trụ ở phía bên ngoài. Và đội hình Genji với lợi thế về người vẫn đang tiến vào. Chovy lại lao lên lấy tốc biến của Guma Yoshi. Bài vàng vẫn được tung ra, thanh tẩy của Zed. Chính xác là một cú thanh tẩy đến từ rất là khăn giấy thôi. Một cú rất nhảy tên lửa đến từ Zed để rút lui sau khi anh ta nhận cú bài vàng. Và vừa rồi là một đợt lính siêu cấp cho bên phía Genji. Mặc dù Baron đã hết nhưng mà họ vẫn tiếp tục đẩy những nhịp đẩy cực kỳ áp lực và khiến cho bên phía của T1 phải có những người nằm xuống, phải có những công trình buông bỏ. Và cách biệt về tiền đã là con số hơn 8.000 tại thời điểm này rồi. Đầu tiên là Honor bị bắt lại, mất biến bỏ chạy, tiếp tục có giao tranh và người bắt lại là Honor. Lần này thì không có cái tốc biến nào nữa cả. Tôi nghĩ rằng trận đấu này đã có kết quả với những gì mà Genji đang có. Chúng ta đang nhìn vào khoảng cách 9.000 tiền dành cho Genji. Và tôi cũng không thấy được cái chất đội hình của T1 có thể giúp cho họ mơ về một pha lật kèo không tưởng nữa rồi. Các bạn hãy nhìn những góc tiếp cận giao tranh của Genji là cực kỳ tốt. Và cú hôn gió rất ảo của Chovy nha. Anh ta hôn gió dọc cái chiêu cuối của Faker và nó trúng gần như là ở hitbox tầm tối đa khi mà Faker vừa lướt trên cái bức tường đó là ăn ngay một cú hôn gió. Honor Faycheck tiếp tục nhận một cú hôn gió của Chovy và anh ta không tiếc việc dùng luôn cả cái phi hồ để sốc sát thương vào người chơi đội phía T1, tiếp tục có những pha bắt lẻ, tiếp tục có những pha nới rộng khoảng cách trên lịch về tiền. Tiếc quá, thì đội chiếu lại thì đội Lưu Mi Việt Nam sẽ không được bầu chọn. Rồi. Thôi thì pha này thôi chốt luôn cho Chovy rồi đó. Đó là một con Ari với những góc dịch chuyển, với những pha hôn gió đầy chết chóc. Những ván đấu, những tình huống hôn gió của Chovy thực sự là những tình huống hôn gió, nó thay đổi cục diện ván đấu. Tất cả các chiêu cuối mà T1 có từ Faker và Keria đã được đẩy ra để làm chậm nhịp tấn công đến từ bên phía Genji mà thôi, chỉ là làm chậm. Tôi không biết là sẽ được bao nhiêu phút nữa. Baron chuẩn bị ra, Genji đang lui nhẹ ra khỏi căn cứ của T1 để hướng về phía khu vực hang Baron. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng, gần 10.000 tiền chênh lệch. Ai sẽ là người tạo ra một điều kỳ diệu dành cho T1 đây? Họ đang không tiến về phía khu vực hang Baron. Họ biết rằng mình không thể cạnh tranh. Họ đang muốn gỡ gạc lại đỡ bằng một con rồng gió. Nó chẳng có bất kỳ cái giá trị nào cho đến phía T1 với một con rồng gió này cả. Có hơn không? Có thêm một tí tiền từ mục tiêu thôi. Còn cái cách biệt sau khi có được Baron cho phía Genji nó có thể là con số 10.000 tiền. Một ván đấu vẫn khá là căng thẳng cho tới khi bên phía Genji có được con Baron đầu tiên của ván đấu này sau 4 ma hạ gục. Còn hên xui tại vì đánh với T1 như thế này chứ đánh với các đội khác thì lại lâu lại rớt chỗ này chỗ kia. Nhưng mà đây là hai đội đầu bảng chắc chắn thì họ sẽ không thể nào mà gặp nhau quá sớm, cho nên là muốn gặp nhau thì phải tới tầm chung kết nhanh thắng. Nhưng mà tôi nghĩ là sau trận này là hiệu số phụ lẫn cả hiệu số đối đầu đều là áp đảo trên phía Genji luôn rồi. Thắng 2-0 với đối thủ trực tiếp là T1 sẽ bị trừ 2 về hiệu số phụ và Genji lại cộng 2 nữa, giao tranh cuối rồi. Đi nhanh quá. Sau đó thì định mình phải gọi Lehen lao thẳng vào nhưng ta không bắt được ai cả. Tốc biến bài vàng, Guma bị làm choáng, sau đó Ken nhìn vào giữ chân, Zed đã nằm xuống, double kill. Bắt đầu rồi. Hai mạng dành cho Bay rồi. Không nhỏ không trúng. Nhưng mà thôi, Genji nói rằng dứt điểm ván đấu quan trọng hơn và tỷ số sẽ là 2-0 cho đương kim vô địch. Tiếp tục lột pha lao vào nữa, lại bài vàng thành công.
có một màn nữa nhưng mà hết giờ rồi. Ôi họ vào vệ đá cổ luôn này. Một Gen Z cực kỳ hung hăng ở trong ngày hôm nay. Ở cả hai ván đấu họ đánh đội hình nào họ cũng có thể thắng được T1 với một cái chênh lệch rất là áp đảo. Ở ván đấu đầu tiên thì một ván đấu mà họ không phải mất bất kỳ một mạ hạ gục nào với 13-0 là tỷ số mạ hạ gục cuối cùng. Còn ván đấu thứ hai thì ở đầu trận mặc dù có những pha đổi trác khó nở cho phía T1 nhưng họ không có được đủ cái lợi thế để vươn lên dẫn trước về phía Gen Z. Gen Z vẫn kiểm soát ván đấu rất tốt và có những pha bứt tốc, đặc biệt là pha Baron đầu tiên, đó là pha Baron định đoạt cả ván thi đấu thứ hai. Tôi nghĩ rằng sẽ có rất nhiều người bị hụt hẫng khi mà chúng ta đã chờ đợi cái kỳ 12 vòng vừa qua nhưng mà kết quả nó hơi bị chóng vánh một tí. Thôi thì xin chúc mừng Gen Z.